cảm nuôi con thú nào là nó quen, nó tình cảm con thú đó. Đấy, như cái loài này riêng về loài voi thì nó thực tế hơn, đứng sát gần hơn, chứ không phải như cọp bê sư tử phải nhốt ép. Cho nên mình quý mến nó, lúc nào cũng sờ nó được. Sắp tới qua cái mùa dịch này thì trong công ty cũng chuẩn bị lộ trình là vệ sinh rồi để chuẩn bị 5 tháng 11 này mở cửa để đón khách. Thì trong thời gian đó mình cũng hao hức lắm rồi, để có khách số lượng vô tham quan ở đông. Được sự quan tâm hỗ trợ từ cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã vượt qua những khó khăn vì dịch Covid-19 để tổ chức mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 5 tháng 11. Theo ghi nhận, ngày 1 tháng 11, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, phường Bến Nghé, quận 1, hầu hết các nhân viên đều được huy động để dọn dẹp, chuẩn bị cho việc mở cửa đón du khách những ngày sắp tới. Các công việc cắt tỉa mảng xanh, cải tạo cảnh quan chuồng trại, trồng dặm thêm các loại cây cảnh, hoa, được các nhân viên làm từ sáng đến chiều tối. Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở cửa trở lại từ ngày 5 tháng 11. Việc mở cửa đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt cho phép. Việc đón khách trở lại sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chống dịch theo quy định của thành phố. Giá vé vẫn không thay đổi, người lớn 60.000 đồng một lượt, trẻ em 40.000 đồng một lượt và miễn phí cho trẻ em dưới 1 mét.